Ok, hi, hello, xin chào các bạn. Mình là Hôn trên channel Bà Rê. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái mẹo để các bạn có thể chỉnh màu nhanh cho cái video của mình. Rồi sau đó là chúng ta sử dụng một cái lớp màu để mang một cái gọi là visual style vào trong cái video cho nó nghệ nghệ hơn. Và cách này thì mọi người làm chỉ trong vòng chắc khoảng 5 phút là cùng. Ok ha. Đầu tiên như các bạn thấy ở đây, đây là một cái file video đến từ máy Fuji XT4. Thì nó là F-Log nên chúng ta phải delete cho nó trước để đưa về màu rất là bài lễ chính. Cơ bản là đưa video này về cái màu nó giống như cái môi trường lúc bạn quay ấy, giống vậy. Bước này thì một là các bạn chỉnh bằng Basic Correction hoặc là Curve, hoặc là chúng ta dùng thẳng cái LUT đưa F-Log về bài lễ chính của Fujifilm cũng được. Dùng LUT thì sẽ nhanh và chuẩn xác hơn so với các bạn chỉnh tay rất là nhiều nếu như các bạn không có kinh nghiệm chỉnh. Để import cái LUT vào thì các bạn chỉ cần vào trong mục Gradient của Lumetri Color, click vào cái dòng LUT này và bấm vào Browser để dẫn cái đường link tới cái file LUT. Mấy file LUT này thì bạn không có cần phải kiếm đâu xa đâu, cứ tải thẳng ở trên trang chủ của cái máy quay bạn đang sử dụng là được. Sau khi import LUT vào trong video thì các bạn thấy là màu cũng đã được trải đều từ vùng sáng nhất cho tới vùng tối nhất rồi đúng không? Bây giờ thì chúng ta rất là dễ dàng tinh chỉnh ở trong cái mục Basic Correction rồi, có thể tăng sáng giảm tối một tí cho nó phù hợp hơn với lại phong cách của bạn. Và nhớ là đừng bao giờ input LUT ở trong cái mục Basic Correction nha, không có tinh chỉnh được đâu. Sau khi chúng ta có một cái video phù hợp với lại cái môi trường gốc rồi thì bây giờ bạn lại muốn phối màu cho video thêm một cái tông màu nó như phim hay nó lãng mạn hay là nó theo kiểu Instagram hay là nó lạnh lùng hay là ấm cúng gì đó. Thế tạo thêm một cái LUT Adjustment Layer để import thêm một LUT Gradient nữa. Mấy cái LUT này mọi người thấy ở trên các diễn đàn trong group Facebook hay là các YouTuber nước ngoài hoặc là của Việt Nam share rất là nhiều. Dễ hiểu là cái LUT của các bạn import vào nó đã được phối một cái tông màu nào đó rồi, thì khi các bạn add vào video của bạn thì video cũng sẽ được mang cái tông màu đấy. Nhớ là nếu mà LUT màu nó nặng quá thì bạn có thể giảm cái intensity, cái mức độ ảnh hưởng của cái LUT màu xuống một tẹo. Rồi cái phase frame, đề phòng cái trường hợp mà cái shadow của bạn nó quá thấp thì bạn có thể cứu vớt ở trong cái phần phase frame này. Rồi saturation và vibrance thì nó sẽ liên quan đến độ tươi, các bạn cứ kéo chỉnh chỉnh làm sao cho nó phù hợp với lại cái phong cách mà mình muốn là được. Và đương nhiên là chúng ta đã có một cái kết quả khá là ok đúng không? Chỉ trong vòng khoảng chưa đầy 5 phút là chúng ta có một cái video mang một cái kiểu màu nó hơi hướng phim ảnh rồi đúng không? Thông thường trước khi up một cái video lên YouTube thì mình sẽ check qua một chút về cái màu sắc cũng như độ chính xác của cái video này nó tới đâu, rồi sau đó mới dám tự tin up lên YouTube cho các bạn xem, chứ không nó sẽ có thể là bị sai màu hoặc là bị cái gì đó. Thông thường mình sẽ sử dụng một con màn hình đến từ Apple hoặc là trên cái con iPad này nè. Thì các bạn chỉ cần check đơn giản thôi, đó là chuyển cái hình ảnh từ Premiere sang đây, chắc một cái tấm hình có thử là cái màu sắc và cái độ tương đồng nó có đúng hay không. Nếu mà đúng thì ok, chúng ta up lên YouTube mà cũng không có cần phải lo lắng gì nữa. Còn nếu mà sai thì các bạn nên mua màn hình mới hoặc là các bạn nên cân lại màu. Trước đây á, mình bị cái vụ là mua những cái màn hình giá rẻ để chơi game mà đúng không? Mọi người ngày xưa cũng chả quan tâm gì đến nhiều mấy cái thông số đâu. Mà sau này khi mà sản xuất cái video ấy thì mình thấy là cái việc mà thông số màu nó rất là quan trọng. Thứ nhất là mình làm video cho các bạn xem thì nó yêu cầu cái độ chính xác cao, mình làm sai thì các bạn xem nó cũng sai, chưa kể là nó ảnh hưởng tới cái trải nghiệm xem video của các bạn nữa. Nên là gần đây hãng BenQ có tư vấn cho mình một chút cái kiến thức, rồi cũng thông não cho mình một số cái vấn đề liên quan đến cái màn hình khi mà chúng ta chỉnh màu. Thì để có cái thực hành cũng như trải nghiệm sơ qua thử xem cái độ quan trọng của những thông số như thế nào, thì BenQ gửi cho mình luôn con hình PD2700U này. U đúng không ta? Ủa đúng không ạ? Ok. Thì hy vọng là trong cái phần video còn lại mình và các bạn cũng xem thử là cái con màn hình này có thực sự nó đáp ứng được cái nhu cầu cái việc công việc chỉnh màu hay là làm hình ảnh của chúng ta hay là không. Và hy vọng là cái video này có thể giúp ích được cho các bạn có những cái mẹo nhỏ để sau này các bạn có thể tự đi mua màn hình. Đầu tiên chắc là nên xét qua một chút về cái thiết kế bên ngoài của BenQ. Thì như con màn hình này á, cái việc mà xoay lật này rồi đưa lên đưa xuống thì rất là thoải mái cho cái setup ở trong cái phòng làm việc của các bạn. Mình nghĩ cái này là cái cần thiết phải có rồi. Con màn hình này có viền rất là mỏng. Về số lượng cổng kết nối của BenQ thì mình thấy con màn hình này nó khá là nhiều cổng đúng không? Các bạn có tới tận 3 cổng kết nối vào trong màn hình và tận 4 cái cổng USB.
Mình xài Mac Mini cho mình rất là thích cái màn hình nào mà có nhiều cổng USB để mình có thể gắn cái wireless của bàn phím này, chuột này, tai nghe vào trong đây luôn. Nhiều cổng kết nối vào cái màn hình như thế này á, thì nó còn thực hiện được một cái chế độ đó là KVM. Cái chế độ này á, tức là khi bạn sử dụng hai cái máy tính ở trên một con màn hình nhưng chỉ cần sử dụng một cái bàn phím để điều khiển thôi. Khá là hay đúng không? Nhưng mà như các bạn thấy là con màn hình này là 27 inch, ở độ phân giải là 4K. Thì mình có một cái lời khuyên cho các bạn như thế này: khi mà các bạn xài những cái màn hình mà 27 inch trở lên thì nên chọn độ phân giải từ 2K trở lên. Tại vì sao? Khi mà các bạn sử dụng một con màn hình bự mà các bạn còn dùng Full HD ấy, thì lúc mà chúng ta chỉnh sửa ảnh hoặc là chúng ta zoom vào trong cái video, nó sẽ bị rỗ, bị nhòe, hoặc có thể nha là nó nhìn thấy được những cái pixel, các bạn có thể nhìn thấy được những cái pixel, những cái điểm ảnh ở trong cái màn hình luôn. Nó còn trang bị thêm công nghệ HDR10 thì mỗi lần mà chúng ta xem phim trên một con màn hình bự khá là hay. Các bạn có muốn thử cái chế độ này không thì có thể lát nữa mình bật cho các bạn xem. Hai cái thông số mà mình được giải ngố cũng như được hướng dẫn là khi mà chúng ta mua màn hình á, chúng ta check được bằng mắt, đó chính là độ sáng của màn hình và độ tương phản. Theo thời gian á, thì cái màn hình của bạn nó sẽ xuống cấp đi và cái độ sáng nó cũng sẽ tối đi, và lúc đấy chúng ta nhìn những cái vùng sáng hay là mắt chúng ta nhìn bình thường thôi thì cũng rất là khó chịu. Và độ tương phản á, những cái vùng màu trong video chúng ta phải nhìn nó rõ, rất là rõ ràng thì chúng ta mới chắc, chúng ta mới chỉnh được. Thì hai cái thông số này ở trong con màn hình BenQ á, theo hãng đưa thì nó đã đạt chuẩn rồi. Các bạn đi mua thì các bạn cứ hỏi xem là cái thông số nó như thế nào và gọi hỏi là đạt chuẩn chưa là ok, rất là đơn giản. Giờ mình nghĩ là nên đi sâu một chút vào những cái thông số mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của chúng ta và chúng ta cần phải quan tâm, ở đó chính là độ bao phủ màu sRGB của một con màn hình. Ngày xưa khi mình chơi game mình chả bao giờ quan tâm tới mấy này nữa, và nếu như các bạn chỉ là edit cơ bản đôi khi các bạn cũng chả cần quan tâm tới mấy cái thông số này. Nhưng khi mình edit video để cho nhiều người xem hơn thì mình bắt buộc phải nhìn hết được tất cả những màu trong cái dải màu sRGB đó, để khi mình chỉnh mọi thứ nó chi tiết, nó chính xác thì các bạn xem nó mới chuẩn. BenQ PD2700U này thì nó có độ bao phủ màu là 100% sRGB và Red 709 luôn, thì cái này mình hoàn toàn yên tâm rồi. Chắc hẳn là các bạn mà làm những cái công việc như là liên quan đến hậu kỳ cũng nghe qua 8 bit màu và 10 bit màu đúng không? Thì các bạn có thể thấy so sánh giữa 8 bit màu và 10 bit màu ở đây nó khác biệt như thế nào. Màn hình này hỗ trợ 10 bit màu và mình nghĩ là cái trải nghiệm khi xem một cái video 10 bit màu trên một con màn hình 10 bit màu nó rất là đã. Các bạn có thử đi. Mình nghĩ đây là cái thông số cuối cùng mà mọi người cần phải quan tâm và phải hỏi chắc chắn cái người bán hàng cho các bạn nhé. Đó chính là cái delta E, cái độ sai lệch màu của cái màn hình này. Cái độ sai lệch màu mình khuyên các bạn nên mua những con màn hình có độ sai lệch màu dưới 3 hoặc là dưới 2 hoặc là dưới nữa thì càng tốt, càng thấp thì càng tốt, nhưng mà càng thấp thì nó rất là đắt nha. Còn nếu mà trên 4 thì nó là be bét nhẹ rồi đấy, nó sai cực kỳ luôn. Các bạn nhớ cân nhắc cho nó kỹ cái phần này, hỏi cho kỹ. Đặc biệt trong con màn hình này mình thấy có một cái chế độ khá là hay, đó chính là Dual View. Nó sẽ làm cho màn hình chia ra hai phần màu sắc khác nhau. Một bên sẽ hiển thị màu sắc chính xác final, một bên sẽ giúp chúng ta lúc chỉnh sửa có thể boost ánh sáng hoặc là giảm ánh sáng đi để quan sát chi tiết của cái video hoặc hình ảnh nó dễ dàng, chỉnh sửa nó cũng đơn giản hơn. Chức năng này có khi là tiết kiệm được số tiền mua hai cái màn hình của các bạn đấy. Tôi là dân làm video cũng lâu rồi, và mỗi lần làm video nếu như các bạn làm editor giống mình á, mình nghĩ là các bạn ngồi một ngày chắc cũng khoảng mười mấy tiếng vừa làm video rồi vừa mò rồi vừa học thêm những kiến thức mới. Tại vì thông thường kiến thức chúng ta phải tự học ở trên internet rất là nhiều đúng không? Thì cái con màn hình nên có những cái chế độ để bảo vệ mắt. Các bạn thấy con cảm biến nào? Cái con cảm biến này nó sẽ tự động cảm nhận cái môi trường ánh sáng ra sao để điều chỉnh cái ánh sáng của màn hình phù hợp với lại cái môi trường đó. Chưa kể nó lại chống thêm cho mình cái là cái nhấp nháy của cái màn hình, đỡ mỏi mắt và đỡ đau mắt hơn theo thời gian. Đấy, thì những cái này mình nghĩ khá là tốt. Nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà càng về sau thì nó càng lợi với lại đôi mắt của chúng ta. Thì con mắt là cửa sổ tâm hồn mà xài lâu rồi thì còn hư mắt nữa. Kiếm được nhiều tiền không biết chứ đóng tiền chữa bệnh về mắt thì cũng hơi khổ nhỉ. Và những cái tiêu chí mà chúng ta đặt ra rồi, những cái trải nghiệm thì như các bạn thấy màn hình này nó cũng rất là phù hợp với công việc biên tập video của mình làm YouTube này. Video này làm ra nửa phần đầu là hướng dẫn các bạn chỉnh màu, nửa phần sau là giúp các bạn trải nghiệm cũng như tìm hiểu một chút về một con màn hình mà nó thêm về designer, thêm về chỉnh màu thì nó sẽ như thế nào. Hy vọng là giúp ích được một chút gì đó cho cái công việc mua màn hình của bạn sau này ha. Và nếu ai hứng thú với sản phẩm này thì link mua mình sẽ để dưới phần mô tả của cái video. Sắp tới đây thì chắc là mình cũng sử dụng con màn hình này vào trong cái công việc của giảng dạy online của mình, trong khóa học biên tập Dreamer nâng cao của quạt đây. Hình như cũng sắp đóng đăng ký rồi đấy, nên là mọi người nhớ đăng ký sớm và nhanh đi nhé.
Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem hết cái video này. Bye bye.